Chờ bố mẹ xong chim bây giờ đấm hai thằng mày. Bố láo thật sự. Ôi hết skill vào chim rồi. Dùng hết skill vào chim rồi. Ken tốc đến tầm gần và đó là chiêu cuối này liên tục đến từ Pharah. Con mẹ nó lại nằm ở đây rồi. Lại nằm Dancy ở đây rồi anh em ạ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Sau đây sẽ là video clip trong hành trình leo rank của idol Pharah tại máy chủ Bắc Mỹ. Và có một tin mừng cho các bạn, đó là Pharah đã có một channel trick các bạn ạ. Tôi có thấy Pharah vừa online và thấy là Pharah có một cái channel là trick. Cái link của cái channel đó thì để mình đưa cho các bạn xem. Đây cái channel của idol Pharah của các bạn đây. Hiện tại thì cũng không stream gì nhiều cả. Đang có 38 follower ở đây. Các bạn có thể đi theo cái đường link này để follow idol Pharah nha anh em nhé, để tôi show cho các bạn cái đây cái link, đây cái link channel của idol Pharah đây, một cái avatar cũng hết sức quen thuộc đối với những bạn mà có gia nhập Discord của hạm đội sẽ thấy là idol Pharah chưa thấy stream gì nhiều cả. Nói chung là Pharah có nói ở đây đó là trong khoảng thời gian này thì Pharah đang trong quá trình gọi là nghỉ nên là không có chơi Liên Minh trong một thời gian tới, chắc là sẽ sang tuần mới mới chơi được tiếp, và mỗi tuần mỗi ngày chắc là chỉ chơi được một chút thôi. Dạo ở đây tôi thấy Pharah đang học tập, đang cố gắng trai hạc một cái giáo án hết sức mới lạ. Đây là con bài mà cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trong lịch sử đấu của Pharah, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một game đấu trong cái chuỗi hành trình ở mức rank bạc của idol Pharah, xem là Pharah đánh con bài gì và mức độ hiệu quả nó ra sao nha em nhá. Let's go. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với giáo án mới của idol Pharah, đó là giáo án Brandy rừng. Dạo đây thì Pharah đang spam con này khá là nhiều ở trong xếp hạng đơn, và để xem là cái giáo án Brandy rừng của idol Pharah sẽ là như thế nào anh em nhá. Brand thu thập bằng áo đi rừng ạ, nhìn rất chiến ạ. Có game thì mang theo thiêu đốt, có game thì mang theo phép bổ trợ tốc biến, cũng là không biết là như thế nào. Hiện tại thì chính con Brand này là con Brand đã đưa Pharah về với mức rank đó là bạc 4 thay vì bạc 3 như trước đây. Khá là trầm cảm khi mà đánh ở cái rank này và liên tục rớt lên rớt xuống. Bên kia thì chúng ta sẽ có một vài những cái idol đó là Kay đi rừng anh em ạ, Poppy đi top ạ. Lại là một giao án di chuyển ra cắm mắt, sau đó về đổi máy quét, chắc là như vậy. Bên kia là có Kane nhá. Bad Dai đi mid với Akali, đường dưới là bộ đôi mid Fulton cộng với Morgana. Hy vọng là sắp tới thì idol sẽ có thời gian rảnh và sẽ livestream cho anh em xem nhiều hơn. Nếu các bạn thích thì có thể follow channel trick của idol Pharah. Lâu lâu Pharah rảnh vào livestream thì các bạn xem pro view ấy, donate cho idol nhá. Tiến tới con đường livestream ở mức rank nó hơi thấp một chút, nhưng mà tôi tin là Việt Nam chắc là cũng có nhiều khán giả thích xem idol Pharah thể hiện. Ok, về đổi máy quét cho nó chuẩn chỉ và ăn sẽ ăn từ bổ xanh xuống anh em ạ. Trong khi đó thì bên kia kê nó có thể ăn từ bãi chim. Rồi, để xem cái vòng rừng là như thế nào đây. Heimerdinger của Mark Debo đang cố gắng hỗ trợ cho Pharah trong việc ăn con bổ xanh này. Ngũ súng đang tanh hỗ trợ cho Pharah. Ủa, được bạn, thêm cái quy nữa đi. Tiết kiệm vậy. Quy thì nhiều mà giúp được có một cái. Vãi đái, kỳ bọ. Nhau anh hiểu. Giúp nhiều nhiều một tí cho nào. Trời ơi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đau. Trừng phạt để có thể hồi máu, cộng với đó là dứt điểm con bùa xanh. Sau đó lên cấp độ 2 ăn con cóc anh em ạ. Mất máu nhiều quá. Thằng top giúp cho có à. Dỗi vãi là lìn. Mà người ta đi rừng chật vật như thế, đi giúp có một ụ súng không hiểu. Trong khi đó thì con cóc đang nhổ phát đàn gần chết đến nơi rồi. Ôi dồi, đức quy 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 quy. Ok, ăn con cóc hồi lại hơn 100 máu thế cũng đỡ vã. Mất máu nhiều quá. Đường dưới có nào là đường mà có vẻ như khá là chiến. Morgana cậu ấy MF lên 2 trước. Liệu rằng có một tiếng tấn công liền hay không đây. Và bóng tối rất tốt đến từ vị trí của Lontomia. Cái tên nghe nhạy cảm vậy. May là người nước ngoài chứ người Việt quả tên này là tôi report rồi đấy. Đặt quả tên gì mà nghe dễ hiểu nhầm vậy không? Trong khi đó đường trên, đường giữa thì đúng hơn đang có một tiếng va chạm nhẹ găm phi tiêu theo đốt tốc biến sốc điện các kiểu. Đó là mạng dành cho vị trí của Akali. Đường trên đó là pha gành đến từ Kane. Kane đang gành và bị ụ súng bắn khá rát. Trong khi đó thì Poppy cũng đang không còn nhiều máu nữa để có thể... Ủa, ăn xong chim mất máu nhiều thế. Ủa ôi. Mắt đã cắm ra đến từ vị trí của Debo và Debo vẫn đang nhảy khu đứng trên. Poppy cấp độ 3 rồi. Lên gánh tiếp không Ken? Tiếp không? Có mắt cũng gánh.
Người ta cắm mắt ở đây rồi, ông vừa phá mắt người ta xong mà. Đánh rồi, vòng ra phía sau đến thì vị trí của Kane. Một pha Poppy bật W lên bị làm chậm, ủi E cái gì đi ông, ủi E làm gì đi, ủi E sát tường và tốc biến đến từ Kane, sát tường là không đủ. Oh my god. Tiếng ganh khá là cồng kềnh và lượt thượt đến từ vị trí của Kane nhưng mà không có mạ hạ gục ạ. Faran xuống không vào đường dưới để ăn con cua. Trừng phạt thì đã dùng để có thể hồi máu rồi. Morgana đang di chuyển giao lon to đi đâu đấy, lon to cắm mắt ra đi thì vị trí còn lon to khoa bóng tối chúng có thấp thấp cứu có mẹ đó ăn cua nó không xong, mấy thằng bot đâu hết rồi nhở, cái cặp bot này tệ thật sự ạ. Mid bị solo kill không nói rồi, cặp bot người ta đang đi ăn cua nó không ra cover dội vãi lìn. Đây cái thanh niên này thì cam trên top và đùa hay gì ngủ trên top luôn đi ông. Đây rồi, Poppy ủi E nhưng không có làm choáng ạ. Một cú W sau đó thì Poppy tốc biến. Tốc biến đi đâu đây trời ơi. Máu còn như thế mà tốc biến chạy ạ. Trong khi đó thì Heimerdinger đã tốc biến và rút lui được trong trụ. Lại một tiếng ganh fail nữa đến từ vị trí của Kane. Ít nhất lần này lấy được cái flash. Trong khi đó thì Fadan bị hạ gục và mất đi hai bùa. Mày đứng lại, mày ganh thằng top của ta hơi nhiều nhá. Morgana nó cầm hai bùa nó đơm thốn quá. Bộ bot này nó hơi mủ à. Trở lại vòng rừng thứ hai đến từ Faran ở cấp độ 3, vòng rừng đầu thì không có cua và không ăn được người đá. Nhỏ thật sự, đã hết máu phải ra ăn cua rồi. Không ai cover, dỗi. Ăn người đá thì mất máu nhiều không ăn được. Giao án này có vẻ hơi toang, giao án này có vẻ hơi chật vật à. Ui, farm vòng rừng 2 kín thế, đứng chờ sẵn quái rừng ở đây anh em ạ. Ui, đi đến đâu là quái rừng mọc ra đến đấy anh em ơi. Làm tôi nhớ đến thời đỉnh cao của Sọp. Đi đến đâu quái rừng tự sinh ra đến đấy. Vòng rừng 2 thì ăn xong thì hòm hòm chắc lên được level 5. Hy vọng là team nó không nát lắm. Ôi đường dưới xạ thủ kìa. Ui xạ thủ làm cái gì mất máu nhiều thế ông ơi. Chắc là lại dính khóa ánh sáng dầm khóa bóng tối đây mà. Bà mẹ Morgana cầm hai bùa khỏe quá anh em ơi. Đánh vòng rừng xuống dưới đi lấy lại hai bùa đã phát ăn. À đó chứ. Nó ra nó khóa bóng tối, nó thiêu đốt, nó làm đủ thứ hết. Đứng trên thì Heimer ít nhất là cũng còn đẩy được. Đứng giữa thì Akali đang mâm me cấp độ 6 để solo kill vị trí của Fanny. Đây rồi, bãi người đá lần đầu tiên của Faran ăn xong chắc là lên 5, sau đó thì xuống dưới ganh luôn. Lại dính khóa anh sẽ bóng tối ạ. Trời ơi. Người gì có những cái nam châm. Ken đang di chuyển và ăn rồng ở cấp độ 4. Ơ. Cái giao án này quen quen ta. Ăn người đá mất máu nhiều quá. Mất máu nhiều quá anh em ơi. Ok, level 5. Quét mắt các thứ đều đặn. Đây rồi, mày. Làm gì đi Nami, tốc biến chạy đến từ vị trí của Kane. Morgana, Kane đi chuyển ra, Kane đang bị rồng phá rất thốn. Kane đang bị rồng phá cực kỳ thốn và đang là một tình huống cố gắng ăn hạt hồi phục. Zerat rất vô trách nhiệm, ping chấm hỏi và sau đó thì không đẩy đường và cũng không di chuyển theo. Akali đứng chờ với tiếng solo kill của Faran thì yếu máu đang quyết định rút lui và Kane đã không ăn được rồng rồi. Tính copy giáo án ăn rồng sớm Faran nhưng không được anh em ạ, làm choáng rất tốt. W tốt. Đứng dưới thì đâm con mon này nó hết flash rồi này. Kane đang di chuyển xuống để ganh ạ. Morgana đã khóa xịt trước đó rồi, hết CC rồi. Còn một cái W làm chậm mà thôi. Zing cũng hết spell và đó là cú khóa ánh sáng chuẩn xác nhưng đó là cú thủy ngục ngược trở lại và thiêu đốt luôn đến từ cả hai bên, giật bắn xịt. À, nó chỉ trúng vào người vị trí con lon to và tốc biến đánh tay và có hồi máu W sát thương không đủ. Hơi đen có MF nó hồi máu anh em ạ. Lại dính khóa anh xa à, bóng tối rồi. Người như cái nam châm nhau hiểu. Thở ra là dính anh em ạ. May là con Akali nó không xuống nó vét cho hai mạng. My god, cái bot này hơi toang rồi anh em ạ. Không hỗ trợ được gì cho rừng cả. Đi bot lại còn fit nữa. Poppy đang kè góc để nó này ủi e. Ủi e cái gì đây ông ơi, làm cái gì vậy? Ủi con Heimerdinger không ủi thì ủi cái hụ súng làm cái gì? Morgana vào rừng cắm mắt các kiểu, sau đánh hạt thông nổ các thứ luôn. Rồi, cố gắng farm vòng rừng 3 lên cấp 6 đi ganh cái nào. Đầu game giờ mất hai bùa sớm, thọt qua rồi đường trên đó là một tiếng ủi e đến từ Poppy nhưng phải bật W chạy rồi. Ít nhất là top vẫn đang đẩy đời anh em ạ. Faran thì không biết là sẽ làm gì sau khi ăn xong bãi sói này thôi. Xuống ăn bãi chim lên 6 là đẹp. Ok, đã có bùa xanh. Tiếp tục đi farm thôi anh em ạ. Một team với 4 AP.
Trông chờ thì thằng Dinh bây giờ 24 CS thế này nhìn nó có nản không có chứ. Ok, lại ngủ đường trên rồi. Heimerdinger đã hết mana rồi. Heimerdinger không còn chiêu cuối nữa, cái tốc biến cũng không. Poppy bật E lên, chiêu cuối được dùng đến từ vị trí của Kane. Poppy cũng hết mana rồi, tốc biến từ Kane luôn ạ. Quy vào và sát thương là không đủ. Ủa cảnh này quen quen, tôi mới thấy nó mấy phút trước thì phải. Đường dưới Morgana là người đang bị tấn công và mất luôn khiên đen rồi, tốc biến thì chưa có. Nhá một cái biểu cảm và sau đó thì đường giữa, không đường đâu, ở đâu nhở? Zerat lại đứng ở đây. À, Zerat lên vét mạng bằng chiêu cuối anh em ạ. À, được, làm choáng tốt đức quy rồi rồi. Một tình huống combo tốt đến từ vị trí của Fane. Và bây giờ tiếp tục tấn công vị trí của Poppy nữa. Đường dưới phát An đang gặp nguy hiểm rồi, tốc biến được dùng, tốc biến theo và chiêu cuối dứt điểm đến từ vị trí của ở Bad Day. Nami cũng đã bị cắt R2, mất máu quá nhiều và Dinh giật bắn hỗ trợ đồng đội nhưng không được. Double kill cho Akali ạ. Chiêu cuối xịt đến từ vị trí của Zerat không đứng trên, chỉ giết được mỗi con Kane mà thôi, không giết được con Poppy rồi. Hơi đen. Uài, một tình huống swap lane y như thách đấu anh em ạ. Heimerdinger tự biết ra mid đón wave luôn ạ. Cái này đồng đoàn đấy hả? Xử lý căng vậy, macro thế giới vậy. Faran thì đang ăn cho mình đó là bùa đỏ, sau đó thì bị con Akali nó đơm chết. Hơi nhọ. Ai đầu đầu game giờ farm rất là tốt nhưng mà bị đơm chết lẻ hai xác rồi. Thì không ai hỗ trợ cả. Đường dưới thì Dinh thì sao đây? Cả team có mỗi mùa sát thương vật lý mà giờ nó farm như thế này đây anh em à. Tệ thật sự. Ăn rồng ở level 6 mặc dù đã 10 phút rồi, bây giờ thì mới ăn rồng đầu anh em ạ. Họ chấp nhận bỏ thôi anh em ơi, team này không ăn rồng được. Một tiếng chiêu cuối đến từ Dinh để có thể kết rồng nhưng rất tiếc đó là rồng thuộc về cho Morgana. Faran tiếp tục đi farm. Đây rồi, một tình huống di chuyển sang cướp rừng đến từ Kane. Một cú trừng phạt đẩy chiêu cuối này tới này lui này thêm 2-3 lần nữa, sát thương là rất nhiều đến từ Faran. Một tiếng W sát thương là rất nhiều, một tiếng quang quỷ. Uầy, được thật sự, cướp rừng của ai đây bạn? Cướp rừng của ai? Dám sang cướp rừng Faran, thằng này đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời anh em ạ, farm thì như hạch. Sang cướp rừng vãi nổi. Hơi bị sai lầm luôn. Tuổi trẻ chưa trải sự đời là có thật anh em ạ. Rồng thì đến 10 phút mới ăn được con, team thì Winland mà ăn mãi ăn được con rồng. Sang cướp rừng nữa. Faran combo, skill shot các thứ phải chuẩn chỉ ra phết anh em ạ. Đây giờ bị lộ vị trí rồi nhưng vẫn muốn gank. Đứng giữa đó là đứng trên đó là một tiếng gank đến từ Akali và ngay lập tức Heimerdinger chết thêm một mạng nữa. Và khu vực đứng dưới thì Faran xuống gank nhưng mà không được. Morgana để dùng tool của ta nó cứ cho trúng hoài anh em ạ. Không hiểu kiểu gì cả. Nó cứ cho cái nào là trúng cái đấy, rất khó hiểu. Yêu cầu điều tra thanh niên này gấp nhở. Check xem nó có file not pass ở trong máy không đấy nhở. Nhiều khi work với Excel trong đấy tùm lum hết đấy. Đứng trên thì sao đây, một tiếng làm choáng rất tốt đấy từ vị trí của Mark Debo. Sát thương thì như gãi ngứa và còn Poppy vậy. Một thua. Khoe thông thạo đến từ vị trí của Zerat, không biết khoe thông thạo cái gì luôn. Kali nó chả cắt cho hai đứa nằm hết. Con mẹ nó xanh thế, nó khỏe quá rồi anh em ơi. Ra trêu trêu nó một tí nó quật cho nó nằm ngửa rồi đấy rồi. Đường trên thì đó là một tình huống chiêu cuối đến từ Kane và Poppy băng thẳng lên rồi sát thương chung và đã có mạng. 8-2 rồi anh em ơi, hơi no hope rồi. Akali đứng giữa băng thẳng lên Zerat thiêu đốt luôn ạ. W hay R gì đấy bạn? W quy 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 chúng. R 1 2. Có gì PM bạn Morgana xin cái file guộc ở trong máy về copy lại bạn. Chết dở rồi, rót chiêu cuối này chết dở rồi, rót chiêu cuối này không uy tín anh em ạ. Có gì PM bạn lon to này nhá. PM các bạn lon to này xin cái file trong máy copy về dùng thử dùng đỡ đi chứ giờ skill shot thế chết dở rồi. Người ta ra người ta câu chiêu cho mà đánh câu hết hơi chết cả ra mít rồi, không ăn được mạng nào anh em ạ, không làm được gì cả, tệ quá. Trở lại vòng rừng tiếp theo đến từ Faran, cứ ăn dặm từ trên xuống đều anh em ạ, duy trì chỉ số lính theo thời gian là tương đối tốt. Ao hẳn ra gờ bên kia vài bãi. Trong khi đó bộ đồ này đang cố gắng ăn cho mình đó là con sứ giả. Faran bắt đầu ngửi thấy cái mùi gì đó, nó không thơm ở đây. Hai thằng kia đang hấp riêng một sứ giả và ngay lập tức đó là một tiếng bảo vệ động vật đến từ Faran. Dám ngược đãi động vật.
Cứu 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 hai bờ cứu 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 thì nó hết rồi, thằng hai bờ nó phám, trời ơi nó ăn mất mẹ con sứ giả rồi mới ra. Cay các bạn ơi, cay còn ăn đến mồm rồi, nó còn ra nó mất, cay quá thể. Cướp bộ xanh hay là như thế nào đây? Akali di chuyển vào, Zerat lại không ping gì cả. Rất vô trách nhiệm, đường dưới Nami tung chiều cuối 1 cân 2 rồi cho nó chắc cộp. Rồi sao nữa bạn? Thế thôi hả? Thằng AD đâu? Chiều cuối xong thế thằng AD đâu? Đều Zerat đang xuống đi qua tầm nhìn rồi bạn. Akali bắt đầu di chuyển xuống, Poppy bắt đầu vòng ra lựa góc các kiểu, Heimerdinger làm chậm đối phương, bật chiêu cuối nhả quy ra bạn. Nhả đứt sau đó thì lên bảng. Đường dưới đó là một pha ganh đến từ vị trí của Zerat. Dính chói hồn cả hai và Nami đã tốc đến chạy rồi, dính bắn đấy bạn ơi. Zerat đã có một tiếng W xịt tầm gần, làm choáng thì lại trúng quy vào. Đó, nó phải như thế, phải xin được cái pha đấy mới đánh được bạn ơi. Phải skill shot thế mới chơi được bạn ơi. Dính bắn chiêu cuối xịt rồi. Pharan thì đang lang thang ăn cho mình bãi chim, di chuyển ra khung giữa defense hay không đây. Trụ đường giữa đã bị tấn công, ăn nó con chim cả ăn nữa. Chờ bố mẹ ăn xong chim bây giờ đấm hai thằng mày. Bố láo thật sự. Ôi thật, hết skill vào chim rồi. Dùng hết skill vào chim rồi. Ken tốc đến tầm gần và đó là chiêu cuối này liên tục đến cho Pharan. Không mẹ, nó lại nằm ở đây rồi. Lại nằm đen xì ở đây rồi anh em ạ. Dội cái team này quá, không thật nào vào hỗ trợ gì cả. Rừng thì bị cướp như cơm bữa. Mục tiêu thì nó ra nó kiểm soát hết. Chả làm được cái gì. Chán với thằng đồng đội này thật sự anh em ạ. Livestream này mất hết vẻ view rồi. Làm choáng rất tốt đến từ Zerat. Q hay R gì đấy bạn? Q. R. Không đủ đam rồi. Đứng trên đi sao đây? Ô đã chiêu cuối rồi kìa. Chiêu cuối lần 2 xịt, chiêu cuối lần 3 trúng, sát thương đến từ thiên thạch bí ẩn là hơi đen là không đủ. Trừng phạt hồi máu đến từ Kane mà không chết. Bên phía bên này Morgana đang di chuyển kiểm soát tầm nhìn thì bị đấm. Và có vẻ như Morgana vừa đưa ra một chút. Skill shot thì mà trượt nhiều vậy mấy ông, trời ơi, skill shot nắn nót một chút thì nó làm sao? Cuối cùng thì Pharan đã phát hiện ra con mắt này để phá rồi. Đi qua tầm nhìn bị bọn nó đơm nhiều quá, cay anh em ạ. Con Morgana đã bóc cả cua dưới rồi kìa. Pharan cắm mắt kiểm soát xuống. Akali thấy mắt ngon quá. Thấy mắt ngon quá ra ăn anh em ạ. Mày ăn hộ. Ô thôi 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 thôi. Làm gì đi. Kết lại lên ganh đường trên và lại ganh fail rồi thì phải. Zerat thì sao đây? Con mắt này 75 đồng ạ. Ok bạn ơi, hay. Con mắt 75 đồng của Pharan lấy mạng shutdown 500 anh em ạ. Value chưa? On calculated chưa? Đổi một cái mạng shutdown, lấy một cái mạng của Pharan không bao nhiêu tiền và một con mắt 75 đồng anh em ạ. Tính toán phải gọi là đừng hỏi luôn. Nhưng mà Zerat ăn mạng shutdown xong cố gắng gánh nhá, người ta fit 16 rồi kìa, dỗi vãi đái. Đường dưới thì đã nấu hôm lắm rồi, bị farm out rất là nhiều CS rồi. Giờ mới để ý 16 phút Pharan fit 16 anh em ạ. Giáo án này có vẻ hơi toang một chút. Làm gì đi, defense trụ đi. Thằng AD không ăn trụ để thằng support ăn thế kia. Pharan đang di chuyển ra để ăn cho mình bãi người đá, trừng phạt luôn không. Morgana di chuyển vào thấy Pharan. Rồng 2 đang rất sẵn sàng và để xem Pharan có ra ăn rồng hay không. Với cái tình cảnh thằng AD hết mana nó không chịu về mua trang bị không regen như thế này thì ôi sao xinh này. Mất mana gì mà mất hết cả cây mana thế kia. Làm gì đấy? Đây là tình huống cố gắng tranh chấp rồng của tên lửa đạn đạo đấy bạn ơi. Bắn đây. Vẫn đang đứng nhìn, không biết nhìn cái gì luôn ạ. Vẫn đang đứng nhìn ở đây ạ. Té cái bên té nó đâu. Pharan đấm xịt rồi. Dính khóa ánh sáng và lại là một lưỡi bão đạn tốt đến từ vị trí của MF nữa. Pharan tung chiêu cuối của mình ra và sau đó thì lại bị thiêu đốt. Ây da. Team tệ quá anh em ơi. Chết hết cả bốn thằng. Hai tư thế làm cực kỳ giống nhau. Oh my god. Gãy người rồi. 1-7 rồi anh em ơi. 16 phút fit 16, 17 phút fit 17 rồi. Chuẩn bị sang phút thứ 18 rồi Pharan ơi. KPI này chứ giờ livestream này. Livestream này chẳng mấy mà giàu anh em ạ. Mốt anh em sang xem stream Pharan mà thấy Pharan đánh rank thì nhớ cho kèo nhá. Kiểu như là một cái tốc biến 1 đô chẳng hạn đấy. Hoặc là value hơn một chút thì một tốc biến tầm 5-7 đô gì đấy cũng được.
hoặc là mỗi kill $1 thì cũng value. Là mỗi lần nằm xuống đấy tôi phát an thì lại là một subscribe chẳng hạn. Thế cũng được. Một streamer rất là có tiềm năng. 46 một cái thế trận, game rất chậm nhưng mà một thế trận nó hơi bị toang cho team phát an rồi. Idol này test cái giáo án này nó hơi toang. Rất khổ sở đi ăn rừng, ở bên kia là một thằng rừng đang ăn cua. Phát An thấy nhưng mà không làm được gì cả vì không còn trừng phạt nữa. Thằng Kane nó cũng đã có đồ rồi anh em ạ. Ôi team 3 mặt nạ luôn kìa. Đứng trên thì cứ chỉ chạc pha và sau đó thì bị thằng Kane lên gank anh em ạ. Kane lại xuất hiện và Phát An đang bị tấn công. Có cover bạn ơi. Cứu bạn ơi. Cứu trừng phạt hội thôi. Đúng 18 phút 18 anh em ạ. KPI thật sự. Ôi thằng Nami KS thế kia. Ôi Nami lại còn KS nữa. Để cho thằng Zerat ăn nó carry với. Mid Fulton đi ram từ dưới bot lên trên top và sát thương nó rất nhiều. Đó là pha flash sau đó lên bảng đến từ vị trí của Heimerdinger. Zerat trở lại không đứng giữa, gặp ngay bộ đôi bên phía bên kia và defend trụ không nổi. Mất hết trụ rồi anh em ạ. Toang thật sự, cái team này toang quá anh em. Team không ai cover rừng gì cả. Người ta thọt thế này làm sao mà người ta đi gank được. Mất hết cả mục tiêu. Có fit thì cũng phải cover, người ta ăn cua hay cái gì đấy, người ta lên level, người ta cần đi ăn rồng chứ. Một tám rồi anh em ơi. Khá là chật vật rồi. Khóa bóng tối xịt, Mid Fulton chờ sẵn với chiều cuối, chỉ chờ khóa bóng tối chúng thôi. Zing cộng với vị trí của Akali đang múa xoay quanh cái trụ này. Và đây là tiếng quay ngược trở lại đến Akali và Zing lại chạy ngược đường kia. Chạy ngược đường kia đi bạn. Oh my. Có nhất thiết là phải dùng hai chiêu cuối như thế không? Zerat rót chiêu cuối liên tục thì sao thật là không đủ rồi. Lần 3 cũng xỉ, lần 4 thì sao? Lần 4 chúng có sát thương là đủ đấy thì vị trí của Heimerdinger. Tung chiêu cuối hơi sớm đi từ Nami rồi. Mạng có cho Kane, Kane quật tiếp rất rát. Đức lưu chúng có tốc biến chạy đến từ Nami, tốc biến theo đánh tay quy dứt điểm và sau đó đi ra. Bộ vào tường Zerat trưởng đi bạn. Trưởng đi. Trưởng đi. Làm gì đi. Làm gì đi bro. Làm choáng rất tốt nhưng mà sát thương có đủ hay không đây? Đứt chúng sát thương vẫn là chưa đủ. Mặt nạ đốt đi, đốt. Ok, mạng shut down dành cho vị trí của Zerat. Trong khi đó khu đường giữa Phát An đang quáng defend trụ. Dăm ba thời Mid Fulton này không ăn thua. Akakua cũng đã hơi rén một chút khi nhìn có Zerat bên kia nó hơi xanh. Zerat làm choáng đi bạn. Gamfi tiêu tốt, làm choáng. Ủa, làm choáng tốc biến W kìa. Sát thương là không đủ, rất nhỏ. Akali xanh quá, nó thiêu đốt, nó có đồ rồi anh em ơi. Tên lửa bắn xịt đi đâu rồi. Skin Zing thì rất đẹp nhưng mà bắn skill thì hơi lục. Giật bắn trúng kìa, Brent, phát an. Đây, phát an đây. Phá mắt cái đã. cứu các bạn ơi, cứu. Tốc biến chạy đến từ phát an, W lại nổ nội tại, đẩy chuông chiều cuối, cứu hồi máu đến từ vị trí của Zing. Cover Nami, Thủy ngục xịt rồi. Phát an quay ngược trở lại, mày kiếm ai, dăm ba thằng Poppy, mày kệ mày trâu, mày vào đây mày kiếm tao. Bên phía bên kia thì đó là một tiếng nhân dân. Còn mỗi hai quả trứng cút anh em ạ. Six champ anh em ạ. Tướng lỗi anh em ạ, six champ. Tướng cân bằng thật sự. Ủa, nó xanh quá rồi, giờ làm gì giờ. 1-6, 1-8 rồi anh em ơi. Rất may cho tướng vừa rồi nó không phải là 1-9. Tí thì bị Poppy đơm chết trong rừng. Khổ quá giờ, rừng nó cắm mắt như thế này thì đánh đấm cái gì nữa đây anh em. Rừng cắm sáng như ban ngày thế này. Ui, Morgana cắm ác nhờ. Morgana cắm mắt như kiểu là ui. Hỗ trợ tập thách đấu anh em ạ. Trước khi ăn rồng đã có một tiếng di chuyển ra cắm mắt các thứ. Phải nổi thật. Phát An cũng đang quét mắt nhưng quét làm sao mà xuể. Quét thêm đi Nami. Đành phải bỏ rồng đi ăn chi vậy. Đã có kinh nhắm đến từ Zerat. Tranh tiền là khoảng chừng 8k, tranh rất nhiều tiền và đồ Mid Fulton kìa, đồ Akali kìa, đồ Kane kìa. Zing đang lang thang xuống dưới farm, đợt lính có còn con nào đâu mà xuống. Trời ơi, về ông ơi, thôi sao. Tốc biến hay gì chạy đi bạn, tốc, cứu Nami ơi. Kane dùng luôn chiêu cuối, sắp thật là không đủ rồi, Kane đang cố gắng đi ra bằng một tiếng bộ vào tường, giật bắn, làm choáng xịt đến từ Zerat. W cũng xịt ạ, Farah đang di chuyển vào ạ.
Sành quá anh game ơi. Làm choáng tội đến từ giá W trúng rồi. Akali vẫn E2 và R thẳng vào đến từ vị trí Akali. Ok, đến của W sát thương rất nhiều. Cắt R2 dứt điểm đối phương bị trụ bắn rất rát. Gerard đã quy trượt đứt trúng có mạng và hai bùa. Sau đó thì sao đây? Đứng trên mất trụ chắc rồi. Gerard cộng với Akali đang vờn nhau ở đây. Dòng chiêu cuối lên 1, 2, 2 xịt rồi. 3 cũng xịt rồi, 4 cũng xịt luôn ạ. Ôi, bảo rồi PN thằng Morgana mà xin tí phai đóc đi. Ui giời, hụt hết cả 3 skill. Trời ơi, Akali bấm đúng hồn làm gì đây? Skill nó xin được skill. Rén thế, Poppy bằng trụ Pharah tung luôn chiều cuối, mày bằng trụ ai, đấm mày luôn bây giờ. Làm choáng rất tốt, tên lửa đạn đạo xịt đến từ Zing ạ. Ổ sát đao gì đấy, Nguyên Zing bắn chết thằng nào đấy nhở? Nguyên Zing bắn thằng nào ấy? Nhỏ thật sự, MF hơi nhỏ bạn ơi. Brand của Pharah đang truy đuổi và Poppy đã chết trong thiếu quy tốt đến từ vị trí của Zerat. Ok, có Zerat đang xanh, anh em nó đang gánh. Hay Meringer nhả luôn chiêu cuối ăn trụ dưới bot nhưng mà trụ còn nhiều máu quá, đi đường thua không ăn bất kỳ một cái máu trụ nào bây giờ. Hay Meringer đẩy ỉa mẹ quần không ăn nổi cái trụ anh em ạ. Ken đang ở gần nhưng mà Ken quyết định là bỏ trụ hay như nào đây. Ok, sau những tình huống miệt mài phá trụ thì vị trí của Mark Debo đã có được cái trụ của mình. Bên phía còn lại tôi thấy Pharah lại đi và chuyển vào trong rừng. Lại bị con Akali nó cắt vào đầu cho. Ôi, Akali cắt cái gì đấy? Ken đứng dưới đã báo thù thành công cho các trụ. Mark Debo đang bấm B về thì bị hất lên bảng điểm số luôn. Khó thế nhở, game vẫn khó quá anh em à. Bà mẹ con Akali 14 xác ạ, vãi nổi ạ. Morgana support nhà đối phương đang cầm hai trang bị lớn. Nó xanh vậy, 8k tiền anh em ạ. Nó ăn cả bùa xanh phát an luôn kìa. Phát an thì 1-10 rồi. Má nó chứ. Lâu lâu test tướng tí ở bên kia đánh căng quá. Thêm cái team để nó mắc tệ anh em ạ. Dừng rú con kia nó cướp hết rồi. Đấy, 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 có tầm nhìn vào anh em ạ. Zerat đứt check bụi tốt nhưng mà sau đó thì mất bùa đỏ rồi. Một tiếng quy xịt đến từ vị trí của Zerat. Bớt sát thương rất gắt đến từ Kane và sát thương đến từ vị trí của Kane là chưa đủ. Một pha tốc biến bỏ chạy đến từ Kane và đã là tàng hình tốt rồi. Brand tung chiêu cuối, Pharah tung chiêu cuối đổi mạng thành công rồi. Chắc chắn là chết rồi. Mạng thứ hai cho Pharah sau hơn 25 phút. Akali đang cố gắng tìm kiếm vị trí của Zerat nhưng không được. Tình huống trả sát thương rất gắt đến từ Pharah và có mạng shutdown. Trong khi đó thì Akali vẫn đang còn rất khỏe nhưng không còn chiêu cuối nữa. Hay Meringer thì đang cố gắng phòng ngự cái trụ đường giữa. Mid Fortune nó rất xanh rồi, Akali bắt đầu vòng ra bị tấn công bởi Zerat, làm choáng đi bạn. Hay Meringer vòng ra rất cách rất hổ báo ạ. Có chừng nó đơm cho bể đầu đấy ông ơi. Vào không. Vào đi, búp khen đen vào đi. Hơi nhùng ạ. Tốc biến. Bạn này chắc là cũng có tuổi rồi, tay chân rất chậm, xử lý cực kỳ delay luôn ạ. Một pha xử lý rất cồng kềnh và sau đó thì lấy bảng điểm số và Akali lại lượm thêm một xác nữa. Akali nó không có xác chiều bề dai luôn à. Zing đang có bắn trong tuyệt vọng, đó là chiêu cuối đến từ vị trí của Zerat, rót xuống nào này. À, hai lần nữa, một sớm thế. Lại không đủ sát thương rồi, Morgana đi farm rừng rồi anh em ạ. Búp đến từ vị trí của Nami cho Pharah để truy đuổi nhưng mà truy đuổi không nổi. Phía sau là Mid Fortune. Akali đã cắt chết được Zerat trong một tiếng không hiểu lý do tại sao. Poppy băng thẳng vào giữa hai trụ bảo vệ chính đối phương, đâm luôn xạ thủ đối phương. Ông chiến thật sự ạ. Ô thôi thôi, bắn đi. Bắn đi bạn, bắn nữa đi, bắn. Oh my. Tệ. Like why you just hunting me, like TF. Like why you just hunting me, like the fuck. Oh, nát người rồi anh em ơi, nát lắm rồi. Hay Meringer nhả chiêu cuối ra, Akali lặn xuống bom khói, thế là hết. Dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của Poppy. Pharah lang thang đường dưới thì bị đâm trên tới mạng thứ 12 rồi. Bầm 3 mega luôn ở nhà như sân bay rồi. Mốt mà gặp những game như này, anh em vào donate an ủi idol tí. Chắc là trầm cảm chết mất. Vừa lên được bạc 3 xong lại bị đẩy xuống bạc 4 là anh em hiểu lý do tại sao rồi đấy.
Đánh không nổi, nhà 3 Mega rồi, đang khoáng defend ổ lính nhiều quá. Cánh còn lại thì Poppy không hề mất máu, trâu thật sự. Bọn nó lại rút ra ăn rồng rồi, bọn nó lại ăn rồng rồi anh em ơi. 4 thằng mà bu vào đấm con Poppy này chắc là cũng phải đến tầm 2 phút sau nó mới chết. Rồng 4 với cả 3 Mega này thì thôi, chịu. Gánh không nổi cái team là giờ phát lan à? Đồ kìa, ôi team 2 nhìn đồ team 2 kìa anh em ơi. Một cái W không thấy mất giáp đến từ Poppy. Giáp từ linh hồn rồng đất cộng với cả nội tại nữa. Rất khó khăn rồi, 3 Mega rồi. Chờ bọn nó vào, bọn nó hấp diêm thôi anh em ạ. Tắm rửa sạch sẽ, nằm chờ sẵn ở đây rồi. Giờ năm thằng kia nó cầm thêm Baron vào nữa thì thôi, chịu. Ăn Baron đâu các bạn? Baron không, hay là end luôn. Kane bắt đầu dí lên rất rát, đó là một túm thiền ngục. Nhưng sau đó thì lên bảng rất nhanh. Sát thương Kane nó hơi hư cấu. 3 Mega rồi, vội lắm rồi. Chỗ chết luôn à. Vãi đái. Ôi Dinh bị sao, sao Dinh mất máu nhiều này. Chiêu cuối từ xa đến từ Zerat đứng trong bệ đã cổ rót chiêu cuối ra, chỉ lấy được Banshee của Akali mà thôi. Bão đạn đặt ra đến từ MF không biết để làm cái gì cả, bắn trụ à bạn. Phát đang gồng chiêu cuối của mình, chiêu cuối sẵn sàng đến từ Phát. Chiêu cuối luôn, chiêu cuối luôn. Lính nhiều quá. Tốc biến lên. Chiêu cuối từ lúc la hết nó nảy 3-4 lần và sau đó thì có mạng cho Phát không, Zerat cái hết mất rồi. Lính quá nhiều. FF everyone said no. GG. Game này không thấy idol gáy gần ra gồ gáp nữa rồi. Một cái giáo án mới và có vẻ nó hơi lủng một chút đến từ Phát An khi mà vừa lên được rank, đó là rank bạc 3 thì bắt đầu test giáo án brand đi rừng và có vẻ cái kết nó hơi đáng lòng lại xuống lại bạc 4 rồi. Hy vọng là sắp tới thì Phát An sẽ mang lại nhiều giáo án hơn cộng với lại thuận lợi trong cái hành trình leo rank và sẽ livestream nhiều cho các bạn, có thể lâu lâu các bạn rảnh thì ghé thăm idol một chút ở bên channel Phát An anh em nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của Văn Tùng nha. Bye bye.